chào các khán giả của Ăn Sập Quân Chu, lại là Wadi đây ạ. Trải nghiệm ẩm thực của chúng ta ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt bởi nó giúp chúng ta đến gần hơn với sự tinh túy của ẩm thực Hàn Quốc thông qua bàn ăn truyền thống Hanjeongsik. Hanjeongsik là một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn mà trong đó số lượng món ăn sẽ là điểm làm cho các thực khách cảm thấy ngạc nhiên đầu tiên. Thứ hai, đó là các món ăn được chế biến vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, các món ăn lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà lại còn đẹp mắt nữa. Hanjeongsik được biết đến là ẩm thực cung đình bởi ngày xưa nó chỉ được phục vụ cho vua chúa và các quý tộc giàu có mà thôi. Ngày hôm nay, Woody mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá những món ăn sẽ xuất hiện trên bàn tiệc Hanjeongsik nhé. Vâng, bữa ăn truyền thống Hanjeongsik được chia làm rất nhiều loại khác nhau và tùy thuộc vào số lượng món ăn kèm cũng như món chính là gì mà các món ăn sẽ được lần lượt dọn lên làm 3 lượt cho các thực khách thưởng thức. Bên cạnh đó, ngày hôm nay thì Woody cũng sẽ có cơ hội được giới thiệu đến cho các khán giả của Hàng Sọc Quang Chu các món ăn xuất hiện trong thực đơn Jinsu Songchan của nhà hàng. Tại Quang Chu, Hanjeongsik cũng được cho vào danh sách những món ăn nhất định phải thử khi ghé thăm, và Myeongkhawon là một nhà hàng nổi tiếng về Hanjeongsik tại thành phố. Tại đây, các món ăn được chế biến dưới bàn tay của đầu bếp có hơn 15 năm kinh nghiệm và là nơi Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in đã từng ghé thăm và dùng bữa vào năm 2017. Với lượt món khai vị có tổng cộng 16 món, một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn hẳn sẽ làm các thực khách cảm thấy choáng ngợp với sự trình bày tỉ mỉ và đẹp mắt của các món ăn. Trong lượt phục vụ đầu tiên này, chúng ta có một số món khai vị rất đặc biệt, có thể kể đến như là cá sống theo mùa này, hay là nem nướng củ vị, gỏi thịt bò sống. Chúng ta ở đây có cả một đĩa cá đuối sống nữa, và có một món mà làm cho Wadi rất là tò mò, đó chính là món rễ cây cắt cánh ngâm mật ong. Đây đều là những món ăn mà Wadi ngày hôm nay lần đầu tiên được thưởng thức, và mình đang cảm thấy rất háo hức để có thể thưởng thức những món ăn khai vị của ngày hôm nay. Món cá đuối Hungo Samhap là món ăn kết hợp của ba nguyên liệu: cá đuối sống lên men, kim chi và thịt ba chỉ luộc. Vốn là món ăn có nguồn gốc từ Cheollalamdo, miền Nam Hàn Quốc, thịt cá đuối sống được lên men ở độ vừa phải chính là điểm làm cho món ăn này trở nên nổi tiếng. Được xem là món ăn nặng mùi tuyệt vời bởi cá đuối càng có mùi hôi đặc trưng mới là loại cá ngon và dễ tạo món. Các loại vitamin A, B1, B2, B, C có ở mỗi gram cá cung cấp cho cơ thể năng lượng để làm việc một ngày thêm hiệu quả. Món cá đuối có vị tươi sống đặc trưng của biển, thịt dai và có sụn cứng. Mặc dù chúng hơi khó ăn và gây nặng mùi trong lần đầu tiên, nhưng nếu cùng lúc kết hợp ba thứ là thịt cá đuối sống, kim chi và thịt luộc, người ăn sẽ dễ dàng thưởng thức món ăn này hơn. Với món nem cuốn củ vị Gochujang, một trong những món ăn truyền thống tiêu biểu của ẩm thực Hàn Quốc, được xem là món ăn hoàng gia, giới quý tộc Hàn ở các vương triều ngày xưa vô cùng yêu thích. Vẻ đẹp của món ăn từ cách trình bày chỉnh chu, tinh tế cùng màu sắc hài hòa dễ chịu sẽ ngay lập tức chinh phục người thưởng thức từ cái nhìn đầu tiên. Món ăn này cũng dễ làm cho chúng ta liên tưởng tới các món cuốn của Việt Nam. Các nguyên liệu được thái sợi dài, sau đó xào chín và chia thành 8 phần nhỏ trên đĩa. Ở giữa đặt củ cải trắng ngâm. Chỉ trong một cuốn của Gochujang, bạn sẽ có thể cảm nhận được tổng hòa hương vị của cả 9 nguyên liệu. Và trong số các món khai vị, không thể không nhắc đến món gỏi thịt bò sống với nguyên liệu là thịt bò cao cấp Hanu. Món gỏi bò được chấm ăn kèm cùng với nước sốt từ mè, sốt tương ớt cay và tỏi băm. Vừa rồi Wadi vừa mới thưởng thức món gỏi thịt bò sống. Đây là một món ăn rất đặc biệt mà chỉ có ở Quang Chu mới có mà thôi. Quả thật thịt bò ở đây rất là mềm này và không có vị tanh như mình tưởng tượng. Trong lúc thực khách thưởng thức các món khai vị, đầu bếp sẽ chuẩn bị cho lượt món chính tiếp theo. Trong đó có món cá vượt chiên xù sốt chua ngọt, urok hungju thủy kim, được xem là điểm nhấn trên bàn tiệc. Nhiều thực khách sẽ cảm thấy khá no sau khi thưởng thức các món ăn ở lượt đầu tiên với các món khai vị, nhưng ngay sau đó cũng sẽ thấy thích thú với các món chính hấp dẫn. Các món ăn xuất hiện lần lượt là hải sản xào sốt cam cơm cháy, bào ngư nướng, củ cải hầm mềm, mực chiên giòn, lương nướng, cá vượt chiên xù sốt chua ngọt, cơm hấp lá sen, tôm ngâm nước tương, sườn heo nướng. Trong đó,
món bạch tuộc sốt cay sẽ được cắt nhỏ ra thành những miếng vừa ăn để thực khách dễ dàng thưởng thức. Có tổng cộng 9 món ăn được phục vụ trong lượt thứ hai. Đây chính là những món ăn chính trong thực đơn của chúng ta ngày hôm nay. Tùy theo mùa mà thực đơn của các món ăn cũng sẽ được đổi thay khác nhau. Tuy nhiên vẫn tuân thủ theo đúng triết lý âm dương và ngũ hành, hài hòa ngũ vị và màu sắc. Và bây giờ thì trước mặt Wadi chính là những món ăn chính của chúng ta trong ngày hôm nay trong lượt dọn bàn lần thứ hai. Và ở đây quý vị và các bạn có thể thấy rằng là trước mặt Wadi có một con cá rất là to, có đúng không ạ? Đây được gọi là món cá chiên xù. Nhìn bề ngoài thì chúng ta có thể liên tưởng đến món cá chiên xù sốt chua ngọt của Việt Nam chúng ta đấy chứ ạ. Wadi cũng sẽ thử một ít nha. Mùi rất là thơm. Wow. Wow. Lớp bột ở bên ngoài con cá rất là giòn. Và vị sốt chua ngọt của chúng ta cũng làm cho con cá trở nên dậy mùi hơn rất là nhiều. Wadi thật sự khá là ngạc nhiên với món cơm hấp lá sen của chúng ta ở đây khi mà được kết hợp cùng với lại cả thịt lương nướng. Cả hai món ăn này đều là những món ăn rất là bổ dưỡng trong thực đơn của người Hàn Quốc. Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng có món cơm hấp lá sen, có đúng không quý vị? Nhưng mà hương vị của hai món cơm này hoàn toàn khác nhau nha. Wow. Cuối cùng là món cá đù vàng muối khô chiên giòn Puri Kunbi, được làm bằng phương pháp truyền thống ướp muối biển và phơi trong gió biển. Ngày xưa khi chưa có tủ lạnh, cá đù vàng muối phơi khô là một trong những nguyên liệu quý. Để bảo quản được lâu, người ta đã cho cá phơi khô vào thùng gạo lúa mạch để bảo quản. Trước khi thưởng thức, nhân viên của nhà hàng sẽ giúp thực khách loại bỏ phần xương cá và xé ra thành các phần đều nhau, hướng dẫn cả cách ăn đúng với món ăn này để giúp cho thực khách có được một trải nghiệm ẩm thực khó quên với những món ăn trên bàn tiệc hành chong sik. Sau khi đã thưởng thức rất nhiều món ăn trước đó thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bàn ăn hành chong sik ngày hôm nay với món cá đù muối chiên giòn như thế này. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một vài loại banh chanh đơn giản ở đây. Bây giờ thì Wadi sẽ thưởng thức bữa ăn cuối cùng của chúng ta nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một ít cơm ở đây và ở bên cạnh Wadi đó chính là nước trà xanh. Chúng ta sẽ bỏ cơm vào phần nước trà xanh này. Vì sao nước trà xanh lại được dọn lên kèm cùng với lại món cá chiên của chúng ta? Là bởi vì nước trà xanh sẽ giúp cho vị cá của chúng ta không còn bị tanh nữa. Một món ăn rất lạ. Và quả thật là nước trà xanh mát mát cùng với lại vị cá hơi mặn mặn lại làm cho món ăn này càng trở nên độc đáo và thú vị hơn rất là nhiều. Như vậy là ngày hôm nay Wadi đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ với bàn ăn truyền thống Hàn Quốc hành chong sik. Với một bàn ăn truyền thống hành chong sik ngày hôm nay dành cho hai người sẽ có giá là 2.400.000 Việt Nam đồng. Hy vọng quý vị và các bạn thông qua tập phát sóng ngày hôm nay đã có thể cảm nhận được sự tinh tế và tinh túy của ẩm thực Hàn Quốc. Có thể thấy rằng món ăn của họ vô cùng cân bằng và dinh dưỡng. Và hy vọng tất cả quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Ăn Sập Quang Chu của chúng tôi để có thể khám phá thêm thật nhiều những nét văn hóa ẩm thực thú vị khác của đất nước Hàn Quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!